Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review chi tiết cho quý khách xem cái bộ ốp hõm cửa và ốp tay nắm cửa của xe Grand i10 form 2021-2022 quý khách nhé. Đó, bộ sản phẩm thì gồm có 4 chi tiết hõm lớn như này, hay gọi là cái chắn cửa ấy. Đó, đó, và rất là nhiều chi tiết nhỏ của cái phần ốp tay nắm. Chất liệu thì bằng nhựa quý khách nhé, bằng nhựa ABS. Đó, bên ngoài, lớp bên ngoài thì có lớp mạ lớp chrome màu trắng, nhìn rất là đẹp và sáng. Đó, đằng sau thì có băng dính 3M hai mặt như thế này, quý khách mua về chỉ việc bóc băng keo và dán thôi, rất là đơn giản dễ dàng nhé. Đó, cái nào cũng có băng keo hết rồi quý khách nhé. Ngoài ra khi mua hàng bên em có tặng kèm thêm băng keo 3M để quý khách dán vào cho nó chắc chắn hơn. Đó, địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách mua hàng đặt hàng là cứ liên hệ bên em nhá, bên em nhận ship hàng và giao hàng trên toàn quốc luôn. Đó, rồi em xin chào quý khách nhé.